chào các bạn, hôm nay mình đang ở ngã ba Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, thì có gặp một cô bán vé số, biểu cô bị còn có một chân thôi mà phải đi bán vé số như này, thì mình sẽ hỏi chuyện cô ấy, hoàn cảnh của cô như nào để cho mọi người cùng biết nhé. Đây các bạn thấy là cô đang đi bán vé số như này. Cô bán vé số đây lâu chưa cô? Bán vé số này cũng 2-3 năm rồi. À vậy hả? Con thấy cô chỉ còn có một chân vậy thì là đi bán về chắc khó khăn lắm cô hả? Đi xe buýt à. Đi xe buýt được tới đây. Ngày xưa mình bị sao mà bị như vậy? Hồi xưa giải phóng vô cái bị 1975 bị tới giờ luôn. À, cô ngồi đây cho nó cô có thể kể về cuộc sống của cô hàng ngày được không cô? Ở gia đình thì có cho già 90 tuổi với lại hai đứa em nó cũng khờ lắm, nó cũng nó tiền nhiều khi nó cũng không biết nữa, lạ như nó bị tâm thần hả gì á. Rồi ở nhà cũng khó khăn lắm. Nhà cô ở gần đây không? Nhà ở dưới Hóc Môn lận. Hóc Môn. Hằng ngày là cô đi xe buýt rồi chống nạn lại đi tới đây bán vé đi. Đi xe buýt á, rồi lên xe tới ngay chỗ trạm cho xuống dưới đây bán vé xuống. Bán xong cái đi chiều về. Một ngày bán như vậy thì được bao nhiêu tấm vé như này cô? Một ngày hả? Một bài nhiều khi bán 150 à, tại đi nhiều quá cái chân nó đau quá. Lớp bị đau khớp nữa. Khớp đúng rồi. Đi nhiều không có được. Ngày nắng mưa rồi sao cô? Nắng mưa á hả, nhiều khi hả kiếm chỗ ở đây đục nè, rồi chừng nào bán hết rồi mới về. Những ngày mưa á thì ở nhà sợ đi bán á, trơn trượt té rồi thì bệnh nữa. À ở nhà thôi. Cái chân cô này những ngày mưa nắng nó có nhức đau lắm không cô? Có, nhiều khi lâu lâu cái nó nhức, phải mua thuốc uống. À, mua thuốc uống nữa. Lâu á nó đau chứ. Mới giải phóng vô là bị rồi. Rồi đó cô đi chiến tranh hay sao mà bị? Không phải, tại hồi xưa bị đi học á, rồi té cái dấu gia đình á, rồi cái máu bầm á nó làm độc nè. Để mấy năm cái nó sưng lên, cái nó máu bầm nó ăn ruộng trong xương á. Phải cưa. Còn ghê vậy con rồi. Học xưa ý y ha. Chứ lại hồi xưa khờ lắm không có biết. Cha mẹ thì lo mua bán thì kia nọ, nói chung là cũng cũng có quan tâm hỏi nhưng mà cũng ý y, thành thử ra hả cũng để lâu quá là phải cưa máu bầm nó ăn luộn trong đây nè. À giống như là bị cái gì gọi là người ta bị nhiễm trùng đúng không? Hoại tử nhiễm trùng. Hoại tử máu bầm cưa luôn không hả? Cưa luôn. Nó có bao nhiêu tuổi em thời thì bị vậy? Hồi đó có mới có 17 tuổi à. Mà là cũng lớn lắm rồi chứ. Lớn mà đó khờ lắm, không phải như lanh như giờ đâu. À. Giờ nít tính lanh chứ hồi xưa 17 tuổi cũng khờ lắm. À, 17 tuổi bị như vậy rồi cũng không dám nói với cha mẹ luôn. À, giấu sợ bị đòn. À rồi tội nghiệp đi. Chứ bây giờ mà ấy là đi uống thuốc hoặc là đi mổ gì đó là nó cũng đâu có sao mà. Tự giận chết hoài, chết mấy lần á chứ bộ. À. Chết thục mấy lần á. Dạ. Có người ta cứu. À người ta cứu hả? Rồi động lực nào mà khiến cô gọi là lấy lại được cái nghị lực rồi, giống như là muốn là mình hòa nhập với cuộc sống này, mình sống thêm bạn cô. Tại vì mình nghĩ thôi kệ, phần số mình phải cam chịu, chứ là nhiều khi á chú biết sao không? Mình thấy thôi kệ đi, kệ gì mình cũng còn cha mẹ, mình ở với cha mẹ như cái ngọ. Thương cha mẹ mình ráng sống tới nay. Vậy là bây giờ cô ở chung với mẹ là bao nhiêu tuổi con? Không có, mẹ mất rồi, còn cha nay 90 tuổi. À.
nhiều khi cái lúc đó mình nghĩ không thông đúng không? Đúng rồi. Cảm thấy mình thiệt thòi với cuộc sống, nhưng thực ra thì cuộc sống nó vẫn có những cái gì đó để cho mình hy vọng, và mình còn cái miếu mình phải trả. Về cái coi như là cái này cái nợ của đời thì mình giá mình phải trả cho xong, nhưng nhiều khi mình cứ nghĩ đến cái việc mà nó không tốt thì nó lại là không hay lắm. Thì cũng chỉ mong là cái hoàn cảnh của mình sẽ được mọi người biết tới, rồi cũng giúp cô được phần nào. Cũng hy vọng biết tới cô rồi cô cho con xin số điện thoại của cô đi. Cô đọc số điện thoại hả? Số điện thoại 07 033 20 629. Cô cho mọi người biết tên của cô rồi. Tại vì tôi là người qua tên là Lý Hương. Lý Hương. Tên Hương khổ lắm. Con quen có một người tên Hương ở Bến Tre, mà cô biết Bến Tre cái cô đó là chuyên bán hoặc là một dãy nhà hàng tôi nhớ. Có Bến Tre, cái tên Hương. Vậy hả? Dạ. Cũng tùy người thôi, nhiều khi số phận nó đưa đẩy vậy, chứ mà Lý Hương, Diễm Hương mấy tên đẹp. Mấy tên đẹp thì khổ nhiều. Vậy là cô có lập gia đình không cô? Không, từ nào giờ mình thấy vậy thành thử ra sợ khổ, không có lập gia đình ở vậy thôi. Cô đi bán như vậy thì có bị giống như là tụi cướp giật nó bị gặp tụi nó không? Trời ơi, bị đổi với số giả hoài á chứ. Có ông kia cũng đi xe hơi sang trọng lắm, mặc đồ cũng bảnh bao lắm. Lỡ mua giấy số, hôm nay em trúng được mấy tờ 200 ngàn. Cái cô nói giờ không có tiền, thôi mới bán được có 400 ngàn, 300 mấy 400 gì á. Cái hôm nay em trúng 5 tờ hay đổi 1 triệu đi. Cái cô nói đâu có tiền đâu đổi, thôi giờ đổi nhiều chú 2 tờ thôi. Cái ông lựa lượng sao á, cái ông lấy 10 tờ còn đưa ông lỡ 300. Trời ơi, về hả, tưởng sao. Tại nó trả lỡ, nó nói cô ơi số này số giả. Trời ơi, mình thấy ăn sang trọng quá, ai biết đâu. Rồi hồi kìa rồi cũng bị hết lần. Ông vừa bước xuống xe bít, cái ông kia ông kêu lỡ. Nói chị cho dò với số. Dò tưởng sao trúng 2 số đầu. 2 số đầu được 1 tờ 100 ngàn. Ông nói thôi giờ tôi trúng được 15 tờ, cô đổi tôi đi, tôi mua hết cái số cho cô cho. Trời ơi, mình tưởng hả ổng mua thiệt, ai về đâu, về nhà hả 15 tờ toàn là giả không. Còn chịu giữ mình cũng không có để ý kỹ đúng không, đâu có để ý gì đâu. Ổng đi xe riêng, người cũng sang trọng lắm. Mập mạp mình đâu có nghĩ mà hả lừa gạt này kia nọ đâu. Vậy cái nó mua hả có 2-3 tờ à, cái nó lựa làm sao á, cái nó rút làm sao á, cái mắt 40-50 tờ. Trời đất ơi, chúng nó chạy đi rồi điếm lại chết cha, công an điếm lại mất hết 40-50 tờ. Trời ơi, công nhận thiệt, giờ thiệt đời thấy ghê quá. Sao mình mua bán thiệt tình mà gặp cái gì đâu không. Trời ơi, cô mình đi như vậy thì sao mình không đi xe lăn, hay là mình có điều kiện mua xe lăn hả cô? Có người hả hỏi cho xe lăn mà hả chú biết sao không, nhiều khi mình nghĩ mình thấy mình cũng còn đi được, còn thôi nhường cho những người ta bị liệt đồ này kia nọ, người ta đi không được đó chú, thôi kệ nhường lỡ cho người khác còn tệ hơn mình nữa. Mình đi được có thì mình ví dụ như mình còn sức, nhưng mà cũng bị đau cái chân dữ lắm. Nhưng mà mình nghĩ nhiều khi hả người ta còn hả đi không được, thôi kệ đi nhường cho những người mà còn tệ hơn mình á. Chúng mình cố gắng lao động sức của mình nữa. Đúng rồi. Chứ không phải mình thấy mình đi được mà mình nghĩ thôi kệ mình nhường cho người khác rồi đi. Mấy người mà người ta liệt á. Mình còn chân thì kệ, cố gắng mình đi từ từ. Nói chung nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng nhiều người nó còn khổ. Đúng rồi chú. Thì mình khổ nhưng mình vẫn còn gọi là lấy được cái sức lao động mình ra để mình nuôi sống bản thân mình. Đúng rồi. Rồi còn nuôi cả thêm ba nữa. Thứ hai đứa em bị tâm thần á.